Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những tin đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân tộc tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và dự thảo quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đêm qua 26 tháng 7, tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh Trà Vinh đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua ngày 26 tháng 7, tại huyện Cầu Ngang, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân tộc tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhất là triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 2 vụ có dấu hiệu tội phạm, đã khởi tố 1 vụ trên 1 bị can, nâng tổng số đến nay có 7 vụ. Truy tố xét xử xong 4 vụ trên 7 bị can, còn 3 vụ đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Song song đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc được quan tâm chỉ đạo. Tính đến nay, tổng số vụ việc phải thi hành án là 18.150 vụ, với số tiền trên 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được các cấp quan tâm thực hiện đúng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp trên 1.400 lượt người với 1.405 vụ việc. Qua đó đã tiếp nhận 1.064 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết đạt 82%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài. Các thành viên Ban chỉ đạo và các sở ngành liên quan phối kết hợp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong xử lý vụ việc tồn đọng kéo dài. Cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để khiếu nại tố cáo tập trung đông người vượt cấp, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều qua ngày 26 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và dự thảo quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến dự có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số gồm các nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ, trách nhiệm và điều khoản thi hành. Cụ thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, thường trú tại địa phương từ 5 năm trở lên sẽ được hỗ trợ đất đai cụ thể theo quy định. Đối với dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, quy định chi tiết các nội dung liên quan về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung hai dự thảo, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục bổ sung chỉnh lý diễn giải từ ngữ phải rõ nghĩa, thật gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh trùng lắp, chồng chéo so với các chính sách trước đó. Đặc biệt là nội dung quy định phải mang tính khả thi, đảm bảo quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số,
đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và nhân dân trong công tác bồi hoàn hỗ trợ tái định cư khi nhà nước giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng nhấn mạnh, hội nghị phản biện xã hội đối với hai dự thảo này là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và ban hành. Đây là căn cứ pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn và bồi thường hỗ trợ tái định cư trường hợp nhà nước thu hồi đất. Khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đại biểu, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh hoặc bảo lưu phù hợp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch chuẩn bị hội diễn Tiếng hát hẹn hò chín dòng sông lần thứ 19 năm 2024 tại tỉnh Trà Vinh. Hội diễn được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh với chủ đề Hội tụ đất chín rồng. Hội diễn quy tụ các đoàn nghệ thuật 13 tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Cần Thơ tham gia. Mỗi đơn vị xây dựng chương trình nghệ thuật với thời lượng tối đa 35 phút một chương trình. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người và những nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc gắn với đời sống, lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc trong khu vực. Đồng thời tuyên truyền quảng bá hình ảnh con người và văn hóa các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội diễn tiếng hát hẹn hò chín dòng sông nhằm góp phần lan tỏa ghi nhận của UNESCO đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội diễn là dịp để các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công được giao lưu, học hỏi, phát triển chuyên môn trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật. Qua đó góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của khu vực. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đêm qua 26 tháng 7, tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh Trà Vinh đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đến dự lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè, do tỉnh đoàn Trà Vinh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức, có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong và trên 300 đoàn viên thanh niên trong huyện. Các đại biểu thành kính đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú, những người đã từng sống, từng chiến đấu không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc. Trong đêm, hàng trăm ngọn nến đã được thắp sáng tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và lớp lớp các thế hệ đi trước. Sự đóng góp, hy sinh của họ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt. Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Tiếp tục phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đem tất cả tinh thần trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa trên 24.000 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng để tặng cho thương binh, gia đình liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng đang gặp khó khăn về nhà ở, tặng hàng ngàn sổ vàng tiết kiệm tình nghĩa. Các cơ quan ban ngành tổ chức trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đến cuối đời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa với 5 chương trình cụ thể: xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ cô đơn, chăm sóc con liệt sĩ mồ côi, xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Vì vậy, đến nay đã có 100% số hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. 100% xã phường thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Trong không khí ấm áp nghĩa tình của lễ thắp nến tri ân, ban tổ chức đã trao tặng 40 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Cầu Kè. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh, trên 700 đoàn viên thanh niên của các đơn vị, thành đoàn Trà Vinh, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đoàn trường Đại học Trà Vinh, đoàn thanh niên công an tỉnh và đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí xúc động, trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức mặc niệm, tổ chức nghi thức dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thắp hương thắp nến lên tất cả các phần mộ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Các đoàn viên thanh niên đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, đồng thời thể hiện lòng quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống quật cường của dân tộc, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng nhân dịp này, ban tổ chức tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Trà Vinh, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, ông Trần Thanh Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy Cầu Kè, cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện đã đến viếng thắp hương Bác Hồ tại gian nhà thờ Bác được đặt tại trụ sở làm việc của huyện ủy và dâng hoa thắp hương tại khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út, tức Út Tịch, ở ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi. Trước khi vào thắp hương Bác Hồ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người cộng sản mẫu mực, kiên trung, một nhà lý luận xuất sắc, gắn với thực tiễn, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tại gian thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã thắp hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tại khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của chị Út và các anh hùng liệt sĩ được thờ tập trung tại khu tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện Cầu Kè đã thành kính dâng hương và nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục phấn đấu phát triển toàn diện, vững mạnh về kinh tế xã hội, đột phá trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, để xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Ngày 26 tháng 7, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Càng Long đã tổ chức đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự lễ viếng có ông Bùi Quang Quy, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các vị anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nền hòa bình thống nhất đất nước và đem lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và làm nhiệm vụ quốc tế, huyện Càng Long có trên 2.200 liệt sĩ. Những người con ưu tú không tiếc máu xương, hy sinh bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, hàng năm huyện Càng Long tổ chức đoàn đến dâng hoa, thắp hương nhằm tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Qua đây nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đến thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ để tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Với tấm lòng thầm kính tri ân và biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Càng Long đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Càng Long anh hùng, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng huyện Càng Long ngày càng phát triển giàu đẹp. Ngày 26 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cầu Ngang Trần Minh Bảnh cùng lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm tặng quà 35 gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã Kim Quà, Vinh Kim, Mỹ Long Bắc, thị trấn Mỹ Long và Mỹ Quà. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy tri ân sự hy sinh cống hiến của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, chung tay cùng Đảng, chính quyền các cấp
xây dựng nông thôn mới ngày một giàu đẹp văn minh. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Cầu Ngang thành lập 3 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức thăm hỏi tặng quà và họp mặt các gia đình chính sách vào ngày 27 tháng 7 năm 2024. Thưa quý khán giả, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An, huyện Càng Long luôn thực hiện tốt truyền thống đền ơn đáp nghĩa để không ngừng nâng cao đời sống của gia đình chính sách trên địa bàn. Qua đó còn góp phần động viên các gia đình chính sách phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, toàn xã Tân An có 200 liệt sĩ, 63 thương binh đã anh dũng chiến đấu, không ngại hy sinh để góp phần làm nên thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại những mùa xuân độc lập, tự do, hạnh phúc cho tổ quốc, cho quê hương. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua Đảng bộ và nhân dân xã Tân An luôn trân trọng tri ân và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho 58 bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng 355 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đảng ủy, ủy ban dân xã Tân An thì xem công tác đền ơn đáp nghĩa là một nhiệm vụ là thường xuyên. Rồi hàng năm thì về thực hiện các chế độ chính sách, thứ nhất là công tác về chăm lo về các chế độ thì thường xuyên đầy đủ kịp thời. Thứ hai về chính sách đối với hộ gia đình khó khăn nhà ở thì trong 6 tháng đầu năm, ủy ban xã Tân An đã triển khai sửa chữa kịp thời 3 căn nhà cho gia đình sách. Ngoài cái việc lễ Tết thì cũng thường xuyên thăm hỏi, rồi động viên tạo điều kiện cho gia đình sách trên địa bàn xã có điều kiện phát triển kinh tế, có mức sống ngang bằng hoặc hơn mức sống gia đình ở trên bình thường trong xã. Từ sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ và chính quyền xã cùng việc triển khai kịp thời đầy đủ nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước ta đối với chính sách người có công với cách mạng đã góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách. Đến nay các gia đình chính sách trong toàn xã đều có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú. Qua đó nhằm chia sẻ những mất mát, hy sinh của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Đây còn là nguồn động viên để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực chung tay đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Cô là người thương binh, là gia đình thương binh, là được chính sách quan tâm, là lo cho cô từ chút, lo cho cô là lương hàng tháng, những chuyện gì họp mặt là mấy chú mấy cô mời hết lại để mà họp mặt vậy đó. Với các ấp của cô cũng vậy, mấy chú lo là lo cho mấy cô đàng hoàng, rồi lộ xá, rồi đường đi, rồi mấy cô, mấy chú nó cũng quan tâm dữ lắm. Nói cho nghe rất cảm ơn các mà bên tổ chức của huyện, tỉnh, xã, ấp gì hết, và chánh quyền cũng quan tâm mấy cô rất là nhiều. Trong cái kháng chiến vừa qua mấy cô là khổ cực, nhưng mà bây giờ mấy chú là đền đáp lợi là mấy chú thấy, mấy cô thấy thỏa mãn rồi đó, thấy đầy đủ rồi. Quan thân chú là thương binh 394 mà chú cũng quyết tâm thôi, thực hiện làm cho tốt, thế làm để đảm bảo hoàn thành cái đảng bộ Tân An để góp phần xây dựng của quê hương mình giàu đẹp hơn. Trong đó chú cũng là cựu chiến binh của ấp Ca Chương, chung là chúng động viên gia đình hết, rồi tròm xóm gần gũi để xây dựng cái nông thôn mới, phong trào mới. Đây là chủ trương sách lớn của Đảng nhà nước mà chúng tuyên truyền giáo dục và chính sách chủ trương đường lối thế nào để cho bà con nắm vững, để cho bà con thực hiện làm cho tốt. Quá trình xây dựng xã nông thôn mới cũng như xây dựng đô thị thì đối với gia đình chính sách thì có công đóng góp phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp về cái hiến đất làm đường hoặc là giáo dục con em chúng ta, là thực hiện tốt cái về cái tình hình tệ nạn xã hội. Thứ ba nữa thì về cái xây dựng cái các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, thì nói chung thì trong năm 23 thì xã Tân An được tỉnh, ủy ban tỉnh công nhận là đô thị loại 5. Trong năm 24 thì xã Tân An được tỉnh công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Thì đây là một cái công lao đóng góp của gia đình sách là rất là quan trọng, đã góp phần cho xã chúng ta hoàn thành cái nghị quyết đề ra.
thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa chính là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương hy sinh để giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Và truyền thống tốt đẹp này sẽ luôn được giữ gìn và phát huy để nhớ về những trang sử hào hùng, dễ dàng của dân tộc, cũng là để các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống anh hùng của những người đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp toàn đảng, toàn dân tưởng nhớ tri ân anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập cho đất nước. Giờ lại cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa tiếp tục nêu cao ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Nhiều thương binh đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thương tật và tiếp tục xung phong trên mặt trận phát triển kinh tế, xã hội, nuôi dạy con em, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia rồi bị thương, thương binh 3/4 Kim Văn Thảo, ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, trở về quê hương với cơ thể không còn lành lặn. Bằng nghị lực của một người lính, ông đã vượt qua khó khăn để khẳng định mình. Hiện ông Thảo chính là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thương binh vượt khó làm kinh tế giỏi của địa phương. Từ cuộc kháng chiến trở về, gia đình ông Thảo được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Năm 2021, ông được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa, phần nào ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất. Đầu năm 2023, ông Thảo được Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hỗ trợ 50% vốn để bắt giống 10 con heo rừng lai, nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ông Thảo cho biết, hiện nay heo rừng bán thịt có giá 100.000 đồng một ký, heo con bán giống thì khoảng 700.000 đồng một ký. Sau khi sinh, trung bình từ 30 đến 40 ngày thì đàn heo con có thể xuất bán. Ngoài ra, ông Thảo còn tận dụng 4 công đất nhàn rỗi của gia đình để trồng chanh. Với đàn heo rừng cùng hơn 300 gốc chanh đang cho thu hoạch, mỗi tháng gia đình ông Thảo thu về hơn 10 triệu đồng. Từ khoản thu nhập này, cộng với mức chi trả trợ cấp hàng tháng, đủ để gia đình ông sống sung túc, đủ đầy. Được nhà nước, chính phủ rồi quan tâm đến gia đình hộ mà thương binh anh em tôi tên Thường Tiến trở về thì được nhà nước hỗ trợ thì tôi cũng mừng. Được giúp đỡ thì mong cho nhà nước được coi như là quan tâm nhiều hơn nữa. Được cho tụi tôi nó khỏe một chút. Về nước không mới rồi thì địa phương mình ở đây thì nói chung thay đổi nhiều. Hồi xưa, hồi lúc trước giờ tôi chưa đi bộ đội thì ở đây ở đó lụm bụi không à. Thấy cải thiện được mấy ông làm đường lộ nhựa rồi làm nói chung là cuộc sống dân bây giờ thì nó ổn định hơn hồi xưa nhiều lắm. Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình thương binh 4/4 Lư Văn Chuẩn ở ấp Đầu Dòng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Đây cũng là một tấm gương sáng của địa phương về tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương. Để mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành thường xuyên quan tâm chăm lo cuộc sống các gia đình thương binh và người có công với cách mạng. Đối với gia đình ông Chuẩn cũng vậy. Vào năm 2022, ông được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp. Năm nào người tới lễ Tết, cán bộ huyện có khi cũng có tỉnh, mấy năm trước cũng có tỉnh đó, xuống thăm người huyện, huyện thường trực, người xã xuống lễ hoặc 27 tháng 7 này hoặc Tết thì cán bộ huyện cũng có xuống trực xuống thăm hỏi rồi cũng có chúc Tết, cũng cho tiền. Rồi giờ thôi thấy vậy cũng mãn nguyện nhà nước lo vậy thấy giờ cũng an tâm, cũng gắng động viên con cháu rồi học hành rồi, với cũng tham gia công tác địa phương nè. Dù đã ở tuổi 72 nhưng thương binh Lưu Văn Chuẩn vẫn hàng ngày cần mẫn chăm sóc vườn cây, đàn vật nuôi của gia đình. Nhờ ý chí vươn lên nên kinh tế gia đình ông được cải thiện từng ngày. Hiện ông Chuẩn có 14 con bò, gồm 10 con bò nái và 4 con bò con. Ngoài ra, ông còn chăm sóc thêm 22 công lúa và vườn dừa. Ước tính thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Tại địa phương, gia đình ông Chuẩn thuộc diện khá giả, có cuộc sống sung túc, ấm no, là một trong những hộ gia đình gương mẫu. Không chỉ sản xuất giỏi, ông Chuẩn luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực cùng với nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
Về mình thấy mình cơ bản như còn số anh em hy sinh đó, còn con rồi vất vả quá mà mấy năm nay nhà nước hỗ trợ mà con liệt sĩ á được nhà được đồ tôi mừng dữ lắm á. Rồi đường xá rồi đó, nó ngay giờ chỗ nào cũng có, như đường này đường cùng nữa nhà nước cũng cho vô đây thì thấy vậy là mình mãn nguyện rồi đó. Huyện Châu Thành có gần 6.500 đối tượng chính sách người có công với cách mạng, chiếm khoảng 4,2% dân số, với khoảng 2.000 liệt sĩ, 1.300 thương bệnh binh. Mỗi tháng có gần 1.300 người đang hưởng trợ cấp với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành đã hoàn thiện từ nhiều năm trước. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn trường hợp nào thuộc diện gia đình chính sách mà chưa có nhà cửa ổn định. Hầu hết người có công và thân nhân người có công luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Đời sống không ngừng được cải thiện, góp phần ổn định chính trị, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Ủy ban dân huyện cũng có cái sức cái nguồn kinh phí để đi thăm hỏi là trên nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, rồi lễ 27 tháng 7, lễ 30 tháng 4, vân vân. Thì mỗi sức quà của huyện đó thì thường là sức quà 1 triệu đồng trên một gia đình chính sách, mà đối với thương binh nặng, gia đình là khó khăn. Còn những cái ngày lễ thì khoảng 500 ngàn trên một sức. Qua thời gian mà các nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách đó, giai đoạn trước khi mà chưa có quyết định 22 đó, thì bằng các cái nguồn vận động xã hội hóa cũng như cái quỹ an sinh xã hội của tỉnh thì cũng cắt nhà tình nghĩa thì cũng khoảng 1.800 căn rồi. Sau khi có quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đó, bắt đầu triển khai thì cắt được khoảng 1.080 căn nữa. Như vậy thì đối với hiện nay mà gia đình chính sách người có công mà hưởng cái chính sách nhà tình nghĩa thì hầu như là huyện Châu Thành đã phủ rồi, đã giáp. Làm sao nói chung là cái công tác không lo chính sách gia đình người có công, trong đó là cái chính sách về nhà ở thì phải nói là được đặt lên hàng đầu, không để cho gia đình chính sách người có công mà khó khăn nhà ở mà phải ở nhà tạm bợ. Tháng 7 về, cũng như các địa phương khác trên cả nước, tại huyện Châu Thành, công tác đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội, giúp gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ổn định, không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển.